Xin chào mọi người, bây giờ thì mình đang chuẩn bị ra bắt xe buýt để mà đi đến sở cảnh sát ở Pasila để lấy cái hộ chiếu Phần Lan mọi người. Mình sẽ quay lại để chia sẻ với mọi người nha. Mời mọi người xem video nha. Giờ thì mình đi bắt xe buýt đây. Mời. Gặp cái cô bưu điện mọi người. Tầm 4 phút nữa là xe buýt tới, mình sẽ tranh thủ đi bộ thật nhanh. Hôm nay thì trời hơi se lạnh mọi người ạ, khoảng tầm 18 đến 20 độ á. Cảm giác nó cũng hơi lạnh lạnh vì nếu như có gió như thế này á, ta sẽ lạnh hơn. Bây giờ là 1 giờ 18 phút mọi người. Mới là 0 phút nữa là xe buýt sẽ tới. Đây là nó sắp tới. Giờ thì có nắng lên này. Hôm nay là thứ hai nên là mình đang còn giữa ngày làm việc ấy, nhưng mà tranh thủ đi lấy xong rồi về làm việc tiếp. Xe buýt tới rồi mọi người. Đang buổi sáng nay thấy tin nhắn báo về là đi lấy passport, bởi vì passport tới rồi á. Rất là mừng luôn mọi người. Giờ thì mình đi đây. Đó có sân chơi đá banh mọi người ạ, chơi bóng đá của các em nhỏ mà thấy nhiều phụ huynh đứng. Không biết là hôm nay chắc là có kiểu giải đấu gì hay cái gì đó. Đá banh có những sân mát kinh quá. Mọi người, mình mới xuống xe bus rồi. Đó, xe bus của mình đó. Giờ thì mình sẽ phải đi bộ lại cái trạm cảnh sát đó mọi người. Cách khoảng 1,8 km. Thấy trên bản đồ á, hồi xưa thì cái trạm xe buýt này nó nằm ở đâu kia mọi người, thì đi bộ đỡ hơn. Giờ thì nó rơi lại đây chắc là bởi vì cả có cái công trình thi công này á, cho nên cái trạm xe buýt nó cũng rơi. Không biết vài bữa nữa nó có rơi lại cái chỗ cũ hay không. Nếu mọi người xem video mà mình quay đi học có lớp tin á, thì cái bus này, vậy là cái trạm này là cái trạm mà mình xuống để đi bộ tới trường. Tại vì cái chỗ sở cảnh sát hay là trạm cảnh sát này mọi người, thì tiếng Phần gọi là Policia Sema, thì nó nằm ở gần trường mình. Cái khu vực là Pasila ở thủ đô Helsinki á, thì nó cũng lên quanh cái khu vực đó. Cái khu vực đó gọi là Pasila mọi người. Giờ thì mình đi bộ tới. À, cái con đường này là Pasilan Katu mọi người ạ. Giờ là cuối cùng là biết tên của nó. Có gì đến trạm cảnh sát thì mình quay lại tiếp cho mọi người nhé. Giờ mình đi bộ đây. Mọi người sao một hồi mòn mỏi đi bộ thì đã thấy cái biển của sở cảnh sát rồi mọi người ơi. Mừng muốn chết luôn. Sao đi mòn đi mỏi chưa thấy đâu. Rất là xa luôn, từ cái trạm xe buýt đi đến đây cũng gần 20 phút á. Ôi, nhanh lên. Đây là có cái bản đồ mọi người, mình phải đến cái chỗ Pasilan Policitalo Cox, cái nhà số 2 này. Là mình đang rất gần nó, chắc là nó ở đâu đây. Entrance. Phải đi kiếm chỗ vào. Đến đây thì để mà mình chỉ có là pick up thôi mọi người, đến lấy thôi á, nên là không cần phải đặt giờ hay gì cả. Hy vọng đây là đúng hướng chứ. Để mình tìm mò đường này nha mọi người. Có gì mình sẽ quay tiếp nha. Ở đây lại có thêm một cái biển chỉ dẫn nữa. Sao không thấy cái cửa đi vào đâu. Oletassa. Sisan County. Ok. Sisan County là kiểu lối vào mọi người. Nằm ở đâu đây. Có thấy xe cảnh sát đó. Xe cảnh sát của Phần Lan đó mọi người. Vừa đi vừa rung
kiểu đi bộ thôi hơi mệt, mọi người thở hơi mệt. Cái tay cầm điện thoại nó cũng không có vững nữa. Coi nữa nhưng mà quá dập dần thì mọi người thông cảm nhá. Varmista oven sulkeutu. Onks tää? Không được. Asiat suljettu. Ha, nó không mở hả? Moi. Mä tuun hakemaan mun suomalaisen passin. Onko se mahdollista nyt? On mahdollista. Ota semmonen 30 metriä vasemmalle. Mut isot lasiovet, mene sieltä sisään. Okei, okay, kiitos tiedosta. Joo, heippa. Người ta bảo là mấy chục mét ở phía bên phải hả? Chắc là ở đây, gần tới rồi. Ở đây hả? Ôi, giống như kiểu hoa quá. Nên để phải hoa quá. Pasilan Polisita Lokaks. Chính là chỗ này mọi người ơi. Rất là đông luôn đó mọi người. Này. Mọi người ơi, mình đã lấy được hộ chiếu Phần Lan rồi. Mình đang cầm ở trên tay đây mọi người. Ta-da! Của nó. Ây da. Bây giờ thì mình sẽ phải đi bộ để đi về đây mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nói chung không có gì đặc biệt. Ở trong thì mình cũng không có dám quay nhiều khi mà mình ở phía trong á. Tại vì có rất là nhiều người về lại những cái nơi mà cơ quan này kia của nhà nước thì mình cũng rất là ngại á. Vậy là có thể là người ta sẽ cấm quay mọi người. Thì theo luật như thế. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi về để làm việc tiếp đây. Trời là nắng lên rồi, thích quá. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người nha.